Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với siêu thị ô tô Hà Nội, địa chỉ 389 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Cách khoảng 1 km bến xe miền Đông đi lại thôi và lại là Quang Béo đây. Thì hôm nay Quang Béo lại tiếp tục mang tới cho các bạn hai mẫu xe hơi bị đình đám, nói chung là gần như là vua của nhà Ford luôn rồi các bạn. Các bạn có đoán được là mẫu xe nào không? Ok, và mời các bạn cùng theo chân Quang xem hai mẫu xe sau đây. Đây là hai dòng xe vua của nhà Ford. Một bên là Ford Everest Titanium 2 cầu sản xuất 2019, màu vàng đồng rất là đẹp luôn. Còn một bên là Ford Ranger Limited sản xuất 2021, đèn vuông rất là đẹp luôn. Bản này là bản 2 cầu, đó, một trong những con xe vuông của nhà Ford. Và ok, cũng sẽ không mất dài dòng, mất thời gian của các bạn nếu Quang sẽ bước vào luôn. Và Quang sẽ review con Ford Everest Titanium này trước. Đây là con Ford Everest Titanium 2 cầu sản xuất 2019, màu vàng đồng rất là đẹp đây. Xe này thì hiện tại đang được siêu thị ô tô Hà Nội bán với một cái mức giá chỉ có 8XX triệu thôi, là cái phần bực mí cuối cùng. Mời các bạn xem hết cái video ngày hôm nay nha. Mặt ga lăng viền chrome nè, đèn tròn bi projector rất là đẹp nè, dãy đèn đờ mi cũng khá là ok nè. Có cả cảm biến trước luôn, đèn gầm, đầy đủ hết mọi tính năng, không thiếu một cái gì ha. Xe thì hiện tại mang biển số là 68 và bên Quang sẽ bao rút góc cho các bạn ha, nên các bạn cứ yên tâm về phần hồ sơ góc của xe. Rồi, Quang mời các bạn cùng qua bên hông đây. Về phần bên hông đây là một bộ mâm phay hai màu như những cái con xe Ford Everest chứ Quang cũng đã review rồi. Thông số kích thước lớp là lên tới 265/50R20. Lớp là lớp Goodyear. Và đây cũng là một trong những cái lớp tên tuổi giúp cho bộ mâm này vừa to mà đi còn êm nha các bạn. Nó không có bị kiểu cứng hay là bị ồn ha. Và ở đây Quang thì cũng có một cái cặp phuộc cũng khá là êm ái. Thì như những cái con xe trước Quang cũng đã nói rồi, riêng dòng Ford Everest, các bạn muốn mà để đi êm thì các bạn giữ nguyên cặp phuộc riêng. Còn nếu các bạn muốn mà cho nó đỡ bị dìu á thì nên đổ cặp phuộc lên. Thì nói chung là cặp phuộc này đi nó sẽ rất là êm ái, nhưng mà bù lại nó sẽ không có được cứng cáp ha, chạy nó cứ bị dìu như đang đi trên tàu đó, nên nó cũng hơi khó chịu một tí. Chúng ta sẽ sở hữu một cặp gương chỉnh gập bằng điện, có tích hợp xi nhan báo rẽ nè, có một cái phần mở rộng góc nhìn nè, có cả cảnh báo điểm mù luôn đó. Và đây là bản Titanium 2 cầu. À quên nữa, ở đây là có một cái chữ biturbo nữa nha. Xin nhắc lại, 2 cầu sẽ là biturbo, còn những bản khác chỉ là turbo bình thường thôi. Biturbo nó sẽ sở hữu ra hai cái turbo luôn nha các bạn. Rồi, trên đây chúng ta cũng sẽ có một cái phần giá nóc cực kỳ chắc chắn luôn, có dán phim cách nhiệt nè, tay nắm cửa viền rơm nè, cũng có một nút bấm mở khóa cửa. Ở đây cũng có cả bệ bước, và đây là bệ bước riêng của xe, Quang cũng sẽ test cho các bạn xem cực kỳ chắc chắn luôn ha. Đó, và ngoài cái bản hai cầu thì chúng ta cũng sẽ sở hữu được thêm một cái cửa sổ trời panorama nữa, thì lúc nữa Quang sẽ cho các bạn vào bên trong xem về mức độ tiêu hao nhiên liệu. Con này đây là máy dầu bản biturbo nên chúng ta cũng sẽ có một cái mức độ tiêu hao nhiên liệu khá là từ tốn, chỉ có 6.9 lít cho 100 cây đường kích hợp thôi, 9 lít cho trong đô thị và 5 lít cho ngoài đô thị, đó cũng khá là ok. Về cái phần nắp dầu của dòng này thì như xe châu Âu, chúng ta chỉ cần nhấn vào là xong, mở ra thôi. Rồi, ở đây khi mà các bạn bấm nút khóa cửa thì là cái nắp dầu này cũng sẽ khóa lại, nên các bạn cứ yên tâm về cái nắp bình dầu của chúng ta. Về phần đèn sau, đèn cũng là đèn LED ha bạn, chỉ có cái bóng rẽ và bóng lùi, vẫn còn là bóng halogen thôi. Ở đây cũng được làm một cái chữ Everest viền chrome nè, rất là thể thao luôn. Đây 4WD 2 cầu ha, chúng ta có thể chỉnh cầu được. Rồi, ở đây chúng ta cũng có sở hữu là một cái camera lùi, một cái cảm biến nguyên hàng cảm biến lùi. Rồi, phần liếp bô cũng được làm màu bạc, rất là đẹp, rất là thể thao cho mẫu xe này. Và các bạn cũng là biết là Quay cực kỳ thích dòng Ford Everest, nên là những cái thứ mà trên cái con Ford Everest này gần như Quay đã thuộc lào hết rồi. Đây, Quay sẽ cho các bạn coi bên trong. Xe được sở hữu cấp điện và có cả chống kẹt luôn ha. Các bạn có muốn xem Quay test chống kẹt không? Quay sẽ test cho các bạn xem. Đây. Đó, khi mà có một cái chướng ngại vật là cái cốp nó sẽ tự nó dừng lại, nó ngắt điện, nó sẽ không có bị kẹt ha. Rồi, bây giờ Quang sẽ cho các bạn xem bên trong đây. Chúng ta sẽ sở hữu là bản Titanium, chúng ta cũng sẽ sở hữu hai cái ghế sau là hai ghế chỉnh điện, và Quang sẽ bấm cho các bạn xem. Đây, bấm là hai cái ghế cũng sẽ lên luôn. Hoặc là chúng ta có thể bấm một bên cho nó hạ xuống lại. Đó. Rồi, Quang cũng sẽ cho các bạn xem thêm một thứ nữa rất là hay trên con Ford Everest này, Quang sẽ gặp hàng ghế bằng cho các bạn xem ha. Đây. Và cái hàng ghế này á, nó sẽ rất là thích hợp khi các bạn đi picnic, đi cắm trại, bỏ một cái nệm lên đây nằm nè. Có cả cửa sổ trời panorama nè.
mở cửa sổ trời, mở cái riêng tấm rèm ra thôi là các bạn đã có thể ngắm được trời sau buổi tối rồi ha, cực kỳ xịn sò. Rồi ngoài ra riêng cái con Everest này Quang cực kỳ thích dàn loa, hình như là dàn loa có âm ly nha, nghe cực kỳ sướng luôn, và sở hữu đâu đó là lên tới 10 loa nha các bạn. Đó cũng khá là ok, rộng rãi, đồ nghề bánh sơ cua đầy đủ hết, nên các bạn cứ yên tâm về đồ nghề, nếu như thiếu bên Quang sẽ bổ sung cho các bạn ha. Rồi thôi, và bên trong cốp thì cũng là như vậy rồi, một cái thanh trợ lực cũng khá là to, ốc nắp cốp vẫn còn nguyên zin, sùng chỉ là nguyên zin, xe thì bên Quang sẽ bao cho các bạn là không tai nạn, không cứng đụng, không ngập nước, động cơ số là nguyên zin ha. Và bây giờ Quang mời các bạn cùng vào bên trong khoang nội thất đi, để xem bên trong khoang nội thất có những gì đặc biệt ha. Về bên trong khoang nội thất của chúng ta, đầu tiên chúng ta được sở hữu đó chính là một cái trần màu đen, và như là những video chúng mình cũng đã nói, bản titanium thì chúng ta sẽ sở hữu trần màu đen ha. Cái trần này thì nó sẽ không được sáng xe, nhưng mà bù lại nó sẽ rất là sạch sẽ, tay do chạm vào cũng sẽ đỡ dơ hơn ha. Đó cũng rất là ok, và Quang cực kỳ thích cái trần đen này, khá là ok. Rồi chúng ta cũng sở hữu một bộ ghế da cao cấp nữa, khá là êm ái và khá là chắc chắn ha, và rất là đẹp, được xen kẽ thêm những đường chỉ trắng nữa, không còn gì phải bàn cãi về cái độ gọi là tỉ mỉ trên dòng Ford Everest. Và hai cái hàng ghế sau Quang khuyến khích với các bạn là cao khoảng 1m65, đổ về ngồi sẽ hợp lý ha. Rồi ok, sàn của chúng ta cũng được chỗ người ta trang bị sàn 5D luôn, và có những cái thảm nỉ nè, đó thảm nỉ vải nỉ nè, rất là dễ dàng vệ sinh, khi mà giờ chúng ta chỉ cần hất bụi ra ngoài hoặc là đưa máy hút bụi vô hút là xong thôi. Ở đây cũng có một phần chỉnh gió và chỉnh lạnh nè, chỉnh hướng gió nữa, một cái cổng 230V để các bạn có thể sử dụng điện 200, điện giống như điện nhà để có thể đi picnic sử dụng nồi cơm điện hay là những cái laptop ha. Ở đây cũng có một cổng 12V nè, cũng sử dụng được USB. Rồi và cái độ rộng Quang cũng sẽ test cho các bạn xem. Đây, những cái cửa gió thì đầy đủ hết, không thiếu, trước sau đầy đủ hết ha. Độ rộng thì ngồi khá là rộng rãi rồi. Đây, như là những video trước bạn cũng đã nói, ở đây chúng ta còn có thể lùi ghế lại được nữa nè. Đó, và có một cái độ ngã tốt hơn được nữa. Đây, hình như đó, ngã tới đây đó, ngã cực kỳ sướng luôn các bạn, cực kỳ sướng, mà nói thật, nếu như mà chọn trầm cao Quang sẽ chọn Ford Everest các bạn. Đó. Rồi, ok. Nói chung cái con này thì là Quang cũng đã nói rất là nhiều rồi, nếu mà để sở hữu một cái con máy dầu mà hai cầu đi upright, mà các bạn có thể đi gia đình mà bỏ nệm lên nằm, có cửa sổ trời, đầy đủ mọi tính năng, thì đây là một trong những sự lựa chọn hợp lý đối với các bạn ha. Máy dầu khá là ok và tiết kiệm nhiên liệu nữa. Thôi bây giờ Quang mời các bạn cùng lên trên khoang ghế tài đi. Về bên trên khoang ghế tài chúng ta sẽ sở hữu đó chính là ghế tài và ghế phụ, là hai ghế chỉnh điện nha. Và bây giờ anh sẽ đề máy cho các bạn xem luôn. Xe này thì Odo chỉ mới có 16.000 cây thôi, mời Cayman quay dùm Quang nha. Odo 16.000 cây, 16.906 cây. Đó, 2019 nhưng mà chạy chuẩn, con này là Quang bao chuẩn nha bạn luôn, 16.900 cây. Đó, Odo chuẩn luôn, tại con xe Quang đi lấy mà. Rồi, một cái vô lăng được bọc da nè, có ga tự động và có cả tính năng giữ khoảng cách với xe đằng trước luôn, có cảnh báo lệch làn. Đó, có cảnh báo lệch làn luôn nha các bạn. Rồi, có auto đèn nè, có auto gạt mưa nè, đầy đủ mọi tính năng hết. Và bốn gương cũng là đều là nâng hạ auto, Quang sẽ test cho các bạn xem. Đây ha. Rồi, bây giờ Quang cũng sẽ mở cái cửa sổ trời luôn cho các bạn xem. Ở đây chứ Quang sẽ mở rèm thôi nha. Đây, cái cửa kính này chúng ta cũng có thể mở được, nhưng mà Quang chỉ mở rèm thôi. Đây, nó sẽ tự, nó tới đó một nữa nó sẽ tự dừng lại, và chúng ta bấm một lần nữa nó sẽ mở ra hết ha. Rồi, ở đây thì chúng ta cũng sẽ có một cái màn hình có cũng khoảng đâu đó là 9 inch, có Apple CarPlay, có Android Auto, đầy đủ mọi tính năng hết, và cũng có thể kết nối Wi-Fi luôn. Rồi, một cái phần chỉnh dàn lạnh và có hai cái nút sưởi ghế cho ghế tài và ghế phụ. Rồi, ở đây chúng ta cũng sẽ có những cái tính năng như là tắt mở cảm biến nè, auto parking nè, traction control, cái này là đúng rồi, traction control nè, khóa V-side cầu sau nè. Rồi cũng có cả chỉnh hai cầu chậm nè, và những cái tính năng để mình chỉnh đi đường như thế nào thôi. Thì Quang sẽ phân biệt cho các bạn 4WD với lại 4x4 là nó sẽ nằm khác nhau ở chỗ này. Đây, nếu mà 4WD thì các bạn chỉ có thể khóa V-side hoặc là chỉnh hai cầu chậm thôi. Còn nếu như mà 4x4 các bạn có thể chỉnh được là hai cầu nhanh, hai cầu chậm hoặc là một cầu nhanh. Đó, chúng ta có thể sử dụng được nhiều tính năng hơn. Rồi, ở đây chúng ta cũng có một cái cần số, có chế độ automatic là bình thường rồi, là số để tự sang số bình thường rồi. Một cái số sport với một cái số manual, nên các bạn có thể sử dụng là đâu đó lên tới ba loại số ha. Và quan nhớ không lầm là xe này sở hữu đâu đó hộp số 10 cấp, nên các bạn có thể là lên tới 10 cấp chạy cực kỳ sướng luôn.
Rồi phanh tay vẫn còn là phanh cơ, một cái bệ từ tay cũng khá là to và một cái hộc. Ở đây thì có hai bình nước ở đây. Thì xe này cũng vừa mới về chưa kịp dọn, các bạn thông cảm ha. Nếu các bạn lấy xe bên ngoài sẽ dọn cho bạn lên tới 4 bước: nội thất, ngoại thất, gầm và mái nha. Về phần táp lô của chúng ta cũng được trang bị là da nè, một cái phần màu tita có chữ Everest, màu chrome rất là đẹp luôn. Rồi một cái cớp cũng khá là to ha, và có một cái hộc riêng để sách, để những cái cuốn sách bảo dưỡng ở ngay đây. Đó, một cái cớp. Ok, và mời camera quay dần quanh cái phần táp bi ha. Táp bi thì khá là đẹp, cũng như cái phần táp bi đằng sau rồi. Đó, cũng có những cái màu titanium rất là đẹp ha. Bệ tiền tay cũng được làm bằng da. Đó, khá là ok, không cần phải bàn cãi rồi. Thôi mời camera quay dần quanh cái này cái nha. Ở đây chúng ta sẽ sở hữu thêm một cái gương hậu được chống chói tự động. Đây được áp dụng cho những con mệt luôn. Đó, khá là ok. Và giờ mình sẽ đóng rèm lại cho các bạn xem. À, các bạn thông cảm, tới hiện tại Quang thì đang quay ngay trước showroom của Quang. Thì nằm ở ngoài mặt tiền các bạn, nên cũng hơi khó khăn, là hơi ồn, thì các bạn thông cảm cho Quang xíu ha. Rồi, thôi về âm thanh thì không cần phải bàn cãi rồi. Con xe này thì ngồi quá rộng rãi và rất là tiết kiệm nhiên liệu, rất là thích hợp để các bạn có thể đi gia đình gầm cao, thoáng, ban lề thoải mái luôn, không cần phải bàn cãi. Và đây, nếu như mà Quang chọn gầm cao, và đây cũng sẽ là một trong những cái sự lựa chọn hợp lý của Quang. Đó, như các bạn cũng đã biết, gầm thấp Quang sẽ chọn Camry, còn gầm cao Quang sẽ chọn Ford Everest Titanium. Thôi bây giờ em mời các bạn cùng ra khoang động cơ đi, để xem bên dưới khoang động cơ ha. Về bên dưới khoang động cơ này, Quang cũng đã nói review cho các bạn rất là nhiều rồi ha. Đây là khối động cơ 2.0 biturbo. Đó, một trong những khối động cơ khá là xịn sò của nhà Ford. Đó, ở đây thì biturbo khá là bự luôn, rất là to. Đây, những cái ốp, những cái đồ rất là... Quang cực kỳ thích cái máy của cái đời này. Máy này không cần phải bàn cãi, quá bề thế, quá đầy đặn. Thanh trợ lực nè, đó cực kỳ chắc chắn ha. Rồi, ốc nắp cabo vẫn còn nguyên zin, sùng chỉ nguyên zin, những cái lỗ tròn rất là đẹp luôn. Xe thì Quang sẽ bao cho các bạn là không tai nạn, không cứng đục, không ngập nước, động cơ số là nguyên zin. Bảo hành cho các bạn xe này lên tới 6 tháng 10.000 cây khi con xe này đã hết bảo hành hãn nha. Đó, một trong những con xe khá là ok. Và bây giờ là tới một cái tiết mục ai cũng đang mong chờ đây, để sở hữu một con Ford Everest Titanium 2 cầu sản xuất 2019. Ngày xưa các bạn khi mà mua mới, các bạn phải bỏ đâu đó khoảng 1.4 tỷ, gần 1.5 tỷ để sở hữu con xe này, chưa tính tiền bia lạc. Nhưng mà khi các bạn tới City Auto Hà Nội sở hữu con xe này, các bạn chỉ bỏ đâu đó khoảng 995 triệu để sở hữu một con Ford Everest Titanium 2 cầu sản xuất 2019, chạy 16.000 cây, siêu mới, cực kỳ đẹp luôn, vẫn còn bảo hành hãn luôn nha các bạn. Đó, một trong những cái con xe khá là ok tại siêu thị ô tô Hà Nội, siêu lướt. Nếu các bạn có ôm con xe này thì hãy đến ngay siêu thị ô tô Hà Nội, 389 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, cách khoảng 1 km bến xe miền Đông đi lại, nằm giữa lòng Sài Gòn nha. Rồi thôi, bây giờ quay mời các bạn tới con xe tiếp theo, mời camera quay sơ dùm quay một vòng nha, quay sẽ tắt máy xe con này cái. Và trước mắt các bạn, nó chính là một con Ford Ranger Limited sản xuất 2021 màu đen. Màu đen nha, giá chỉ có 6XX triệu thôi. 6XX là phần bực mí cuối cùng nha. Đó, một trong những con xe cũng khá là vua của nhà Ford. Đây, Ford Ranger bán tải sản xuất 2021, được sở hữu nước sơn màu đen rất là đẹp. Đèn thì là đèn vuông, mời cho men quay dùm quang nha. Đây, 2021 sẽ là đèn vuông nha. Mặt ga lăng viền chrome, các bạn có thể lên mặt ga lăng chữ Ford bự rất là đẹp. Đó, một trong những cái hay đó chính là Ford rất là nhiều đồ chơi. Đây, cản trước cũng được làm màu bạc nè, rất là ok, rất là đẹp luôn. Và xe thì mang biển số thành phố luôn, nên các bạn cứ yên tâm. Đó, một trong những biển số cũng khá là ok. Nhưng mà riêng với dòng bán tải thì biển số khá là rẻ. Đó, ở đây thì chúng ta cũng sẽ sở hữu một cái mâm đúc nguyên khói lớp Bridgestone. Thông số kích thước lớp là lên tới 265/60R18. Và đây cũng là những thứ mà khiến cho mẫu xe này chạy cực kỳ êm ái. Đó. Và đi đôi với đó là một bộ phuộc cực kỳ chắc chắn, cực kỳ cứng cáp. Nó không như đàn anh của nó là Ford Everest. Đây, ở đây sẽ ghi một chữ Ranger, và đây cũng chỉ là bản turbo thôi, không có biturbo nha. Một cái gương gạch chỉnh điện có tích hợp xi nhan báo rẽ nè. Rồi, thế thôi. Trên đây chúng ta cũng sẽ không có giá nóc. Giá nóc này các bạn cũng có thể gắn thêm, nên các bạn cứ yên tâm. Đồ chơi thì rất là nhiều, không thiếu. Có dán phim cách nhiệt nè, tay nắm cửa viền chrome nè. Ở đây thì sẽ ghi thêm một cái chữ Limited. Đó, điểm nhấn của dòng Ford Ranger Limited ha. Ở đây cũng có cả bệ bước, và quay sẽ test cho các bạn xem luôn. Đây, cực kỳ chắc chắn ha. Đó, khá là chắc chắn luôn. Và cái mức độ tiêu hao nhiên liệu con này thì máy cũng chỉ có 2.0 thôi.
mức độ tiêu hao nhiên liệu cũng xem với con Ford Everest. Và cả hai xe này đều sử dụng chung khung sườn với nhau nên hầu như là cực kỳ cứng cáp. Ngoài ra ở đây chủ người ta cũng rất là kỹ khi sợ các bạn đổ nhầm xăng. Đây ghi thêm một cái chữ diesel ở đây và đây cũng là nhấn vào đó, khi các bạn bấm khóa thì là nó sẽ tự khóa cái nắp bình xăng lại luôn. Rồi 4x4, đây chưa, quay sẽ cho các bạn xem sự khác biệt của 4x4 với 4WD. Chút rồi chúng ta sẽ bước vào bên trong. Ở đây thì chúng ta cũng đã được chủ người ta ốp một cái thùng bằng đó. Đây cũng là một trong những thứ giá trị trên con xe này ha. Quay xe mở thùng cho các bạn xem. Đây đó, bên trong đây thì khá là sạch sẽ bởi vì xe này cũng đã được bên quan dọn xong rồi và chuẩn bị lên showroom ha. Đó, khá là ok, có những cái ốp thùng nè đó, rất là ok ha. Một bộ ốp thùng này cũng đâu đó là khoảng hơn chục triệu các bạn, đến từ hãng Aeroclass đó, một trong những cái thương hiệu cũng là chuyên đồ chơi của bán tải, khá là ok, bản limited. Ốc quên, cái này là cái nắp thùng thôi, cái này cái nắp thùng thôi, sorry các bạn ha. Đó cũng thì quay cũng sẽ cho các bạn xem những cái ốc nắp cabo sùng chỉ đồ. Đây ở đây cũng là cũng sẽ có thể coi được. Đây mời camera quay giùm quay sùng chỉ nè, đó nguyên zin hết ha. Đây mời camera quay giùm quay ốc nắp cabo, ốc nắp kết trong đây, đây nè, đó ngay đây sẽ rất là ok ha. Đó chưa có một cái vết gọi là khụi hay là cái gì hết. Xe thì quay sẽ bao cho các bạn là không tai nạn, không cứng đụng, không ngập nước, động cơ số là nguyên zin, có cả camera lùi, có cả cảm biến lùi luôn đó, và cũng có cả một cái bệ bước, đây là bệ bước riêng của xe luôn ha. Rồi thôi bây giờ quay mời các bạn cùng bước vào bên trong khoang nội thất đi, let's go. Về bên trong khoang nội thất thì mẫu xe này chúng ta sẽ sở hữu đó chính là một cái trần màu be rất là sáng xe và rất là sang xe, nhưng mà các bạn phải giữ kỹ tay dơ, như tay quay đây là chạm vào nó sẽ hơi dơ ha, nên các bạn phải giữ kỹ cái trần này, nhưng mà đổi lại nó sẽ rất là sáng. Và bây giờ quay sẽ bước vào bên trong xe cho các bạn xem. Quay sẽ không đóng cửa nha, hơi nóng các bạn thông cảm nha quay nha. Rồi ở đây chúng ta cũng sẽ sở hữu đó chính là một bộ ghế da, và đây là ghế da zin của xe luôn. Đó cũng khá là ok với những cái đường chỉ. Đó rất là ok hết ha. Rồi sàn cũng được chủ người ta trang bị một cái sàn simili nè. Đây mời camera quay sơ giùm quay cái ha, rất là dễ dàng vệ sinh luôn. Các bạn chỉ cần đưa ra ngoài hất một cái là rồi xong, rất là sạch sẽ thôi. Một cái cổng USB 12V ở ngay đây. Đó khá là ok, không còn gì phải bàn cãi. Nhưng mà riêng cái điểm yếu của con này thì sẽ không có cái cửa gió đằng sau nên các bạn cũng không cảm một tí, nhưng mà riêng dàn lạnh của nhà Ford thì không cần phải bàn cãi rồi, quá lạnh nhanh, quá buốt nhanh, chỉ cần vừa mới lên xe đề má một cái thôi là dàn lạnh thổi ra đằng sau cực kỳ mát rồi, không cần phải bàn cãi dàn lạnh của nhà Ford. Tay nắm cửa cũng viền rơm y chang như con Ford Everest kia, nhưng mà ở đây thì chúng ta sẽ không được làm màu bóng ha, cũng là màu titanium nhưng mà nó sẽ không phải là màu bóng, đây là chỉ là màu nhám thôi. Bệ thì tay cũng được làm bằng da luôn đó. Rồi ở đây thì gương của chúng ta, kính của chúng ta không có nâng hạ ô tô nha. Dàn loa cũng đầy đủ hết, tuy là bán tải nhưng mà đầy đủ, cũng có âm thanh giải trí đồ rất là ok, khá là. Rồi đây quan cũng sẽ cho bạn xem hiện tại quan ngồi thì so với cái ghế đằng trước, quan đang xếp cái ghế đằng trước theo vị trí của quan luôn. Đây ngồi vẫn còn một cái độ khoảng rất là rộng ha, nhưng mà lưu ý khi các bạn đi cái con dòng bán tải này các bạn sẽ chở được thêm hàng, nhưng mà cái hàng ghế sau thì nó sẽ hơi đứng một tí, các bạn có thể độ ha. Này thì hiện tại người ta đang có rất là nhiều cái đồ độ, như là độ để kéo ghế tới và hạ cái đồ dựa xuống một tí nữa, khá là ok. Đó đây là một trong những cái điểm yếu của nhà bán tải, của xe bán tải, và hầu như là xe bán tải nào cũng đều như vậy hết ha. Rồi bộ ghế da thì khá là ok rồi. Thôi chắc BOA cũng mời các bạn lên trên khoang ghế tài đi, để xem bên trên khoang ghế tài quan có nói là những cái sự khác biệt 4x4 với 4WD ha. Rồi ok, mời các bạn cùng đi thôi. Về bên trên khoang ghế tài thì chúng ta sẽ cho các bạn xem cái sự khác biệt đầu tiên luôn. Đây sự khác biệt đầu tiên của 4WD và 4x4. Đây mời camera quay dùng quay tới đây. Đây 4x4 thì chúng ta sẽ có là chỉnh cầu 2H nè, một cầu nhanh, 4H là hai cầu nhanh và 4L là hai cầu chậm để các bạn có thể đi upgrade. Và rất là nhiều người mua những cái con xe này độ lên để đi upgrade ha. Đây là một trong những cái tính năng cực kỳ hay để các bạn có thể đi upgrade. Và ngoài ra cũng có cả khóa vi sai, chứ người ta không cắt mất cái khóa vi sai của chúng ta ha. Đó đây là sự khác biệt của 4x4 và 4WD. Nhiều bạn hỏi quan 4x4 với 4WD là khác biệt nhau thế nào, nhiều khi quan giải thích thì người ta là không hiểu, nên quan cần có những cái hình ảnh như thế này giải thích người ta sẽ dễ hiểu hơn. Rồi ở đây là tay nắm bộ vô lăng của chúng ta nè, là cũng được làm bằng da luôn, có cả ga tự động luôn đó, cũng rất là ok, có red, có ken, có lim đầy đủ hết ha.
rồi cũng có cả ô tô đèn, ô tô gạt mưa. Odo thì chỉ mới có 14.000 cây thôi. Đó, ô tô đèn nha, quay xin nhắc lại là bán tải nhưng có ô tô đèn và ô tô gạt mưa luôn, đầy đủ hết mọi tính năng. Một cái màn hình cũng xem với con Ford Everest kia, có Apple CarPlay, có Android Auto đó. Rồi ở đây thì chúng ta cũng có phần chỉnh dàn lạnh, chỉnh gió đầy đủ. Sorry các bạn nha. Rồi quay sẽ tắt âm thanh cái. Đây, chỉnh dàn lạnh rồi chỉnh màn hình ở trên đây hết đầy đủ hết. Ở đây thì chúng ta sẽ không có hai cái nút sửa ghế như con Ford Everest kia ha. Đó, rồi cần số ở đây thì Quang cũng đã nói rồi, có Jackson Control, khóa V-Side, hỗ trợ độ dốc, có tích hợp ga tự động, một cái cần số, có chế độ D, có chế độ S và có chế độ manual luôn, đầy đủ hết, auto, sport, manual. Và đây là chìa khóa của xe, còn đầy đủ hai chìa nên các bạn cứ yên tâm về cái chìa khóa của xe. Một cái bẫy tì tay thì bẫy tì tay này nó sẽ không to như Ford Everest, nhưng mà các bạn có thể để được đồ ở trong đây ha, cũng khá là ok. Rồi ở đây thì tắp lô của chúng ta cũng ở đây thì chỉ là bằng nhựa thôi. Ở đây cũng là nhựa, cũng được làm màu xám titanium nhưng mà không được làm màu bóng, ở đây chỉ là màu nhám thôi. Rồi để anh xem ha, hầu như đều là bằng nhựa hết. Ở đây thì một cái hộc cũng khá là to, nhưng mà nó sẽ không to bằng của Ford Everest. Quang theo như mắt của Quang giờ là thấy là như vậy, và cũng có một cái hộc để các bạn có thể để giấy tờ ngay đây. Rồi thế thôi. Ở đây thì nếu như mà là một cái bản full á thì ở đây chúng ta sẽ có một cái loa nè, nhưng mà bản wheel chắc thì ở đây sẽ có cái loa, nhưng mà riêng cái con này nó chỉ là bản limited thôi. Ở đây nó sẽ không có cái loa ngay đây ha. Ở đây nó sẽ là một cái hộc để các bạn có thể để những cái đồ lặt vặt như chìa khóa lên đây, ngay đằng trước đây thôi. Rồi ở đây thì một cái gương chống chói, cũng chỉnh bằng cơm thôi, chỉnh bằng cơm. Một cái phần để gương, chỉnh đèn, đồ này nọ thôi. Về cái, nếu như mà về cái cảm nhận quay ngồi con xe này thì nó cũng không thua gì con Ford Everest đâu các bạn. Đó, không thua gì Ford Everest nha. À quên nữa, cả hai ghế của chúng ta đều là chỉnh cơ ha. Sorry các bạn, nãy giờ quay quên nói tới điều này. Rồi, về cái phần trải nghiệm của con xe này thì đây là một trong những sự lựa chọn hợp lý nếu các bạn yêu thích mà những mẫu xe giống Ford Everest nhưng mà cái giá thành nó quá cao. Đây cũng là một sự lựa chọn hợp lý nếu các bạn không đi quá 7 chỗ mà có một cái thùng để các bạn có thể chở đồ nữa. Hầu như là full hết, full kịch hết luôn, không thiếu một tính năng gì cả. Nó chỉ cắt bớt đi những cái tính năng trên con 7 chỗ thôi. Đó. Rồi cũng có nút đề start up luôn nè, đó cũng rất là ok. Đây cũng là một sự lựa chọn hợp lý với tầm giá 6XX triệu, và 6XX là quay sẽ bật mí cuối cùng nha. Và bây giờ chúng ta cùng ra khoang máy để xem dưới khoang máy chúng ta coi là có kho động cơ như thế nào ha. Về bên dưới khoang máy của chúng ta là một kho động cơ 2.0 turbo. Quay xin nhắc lại nha, 2.0 turbo thôi. Đó, có cả thanh trợ lực luôn. Đây, cái phần turbo ở đây nó sẽ nhỏ hơn con biturbo ha. Đó, rồi thanh trợ lực nè, ốc nắp cabo nguyên zin nè, sùng chỉ nguyên zin, những cái lỗ tròn thì rất là đẹp rồi, không cần phải bàn cãi. Nếu quan nhớ không làm là chân máy của chúng ta cũng có thể dòm thấy được, mời comment quay sơ dùm quan cái nha, chân máy ha. Đây, ngay chân máy các bạn cũng có thể dòm thấy ha, rất là đẹp luôn, cực kỳ đẹp, siêu đẹp. Đối với những cái con xe mà bên Quang bán ra, Quang sẽ bao cho bạn hết luôn ha. Không tai nạn, không cứng đụng, không ngập nước, động cơ hộp số là nguyên zin. Và ngoài ra là mọi thứ đều được cam kết bằng văn bản đầy đủ hết, nên các bạn cứ yên tâm. Và bây giờ tới tiết mục cuối cùng đây. Để sở hữu một con Ford Ranger Limited sản xuất 2021, các bạn chỉ cần bỏ ra một số tiền 665 triệu thôi nha các bạn, chỉ có 665 triệu thôi để sở hữu một con Ford Ranger Limited 2 cầu 4x4, có thể chỉnh cầu được. Đó, đây là một cái thứ rất là hay tại con xe này ha. Và hiện tại xe đây có mặt tại siêu thị ô tô Hà Nội 389 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, cách khoảng 1 km bến xe miền Đông đi lại thôi, nằm giữa lòng Sài Gòn. Và nếu như các bạn đang có quan tâm hai mẫu xe này thì đến ngay siêu thị ô tô Hà Nội 389 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh nha. Đó. Và bạn xin nhắc lại về cái phần giá Ford Everest Titanium 2 cầu sản xuất 2019 đang được siêu thị ô tô Hà Nội chào bán với một mức giá là 995 triệu và một con Ford Ranger Limited sản xuất 2021 2 cầu 665 triệu. Đó, một cái mức giá khá là ok. Và nếu các bạn có nhu cầu quan tâm một con xe khác thì để lại thông tin bên dưới, bên Quang có xe sẽ gửi full thông tin cho các bạn. Hoặc là nếu các bạn đang có nhu cầu bán đổi, liên hệ cho bên Quang sẽ mua cái mức giá cạnh tranh nhất cho các bạn ha. Và nếu các bạn thấy video này hay, cho Quang xin một like, một share cũng như một lượt đăng ký. Nhớ nhấn vào nút thông báo bên phía bên đây
để nhận được những video mới nhất từ siêu thị ô tô Hà Nội. Và ok, hẹn gặp lại các bạn ở những video khám phá và nghe giá tiếp theo. Bye bye.